so long since we've been together. Baby, it's been so long since we've been together. Hello, chào các bạn. Hôm nay Thu Mạch có đi tên City và gặp cái chỗ này. Đây là cái hội mà dành cho những người nghèo mà không có đồ ăn thức uống, và họ cũng đều ra đây. Và Thu Mạch cũng sẽ đã làm thêm nhiều video nữa cho các bạn xem về cái cảnh người gia cư. Ở đây họ cũng phát đồ ăn và lương thực và thực phẩm cho những người mà không có việc làm và cũng nghèo khó đó các bạn. Đó, các bạn thấy ha, họ rất là khổ đó. Và mình cũng rất là thương họ nên mình cũng đem theo bữa nay mình có đem theo một ít khẩu trang theo và cho họ. Nếu các bạn nào mà ở Úc á các bạn, thấy ví dụ như mình cũng có quần áo cũ hay là giày dép mà mình không xài tới, các bạn cứ nói cho tụi mình sẽ cầm lên và đến đây và cho họ các bạn nha. Mình nói chung là mình của ít lòng nhiều các bạn, và của mình thì mới của người ta các bạn. Nhớ nha các bạn nhớ là cứ inbox cho tụi mình và nhắn cho địa chỉ đi, tụi mình sẽ tới tận nhà và ở Melbourne nha các bạn. Mình thu mệt sẽ tới và thu tập mệt pick up cho các bạn. Các bạn đừng có ngại gì nha các bạn. Các bạn nhớ nha các bạn. Thường thì cái ngày thứ bảy thì họ làm ở tổ chức ở Đà Nẵng, và chủ nhật thì thường họ cũng ở ngay trung tâm City để cho ủng hộ cho những người nghèo. Các bạn thấy họ rất là khổ nữa các bạn, những người nghèo đó các bạn, họ đứng họ chờ cơm đồ các bạn, đồ ăn đồ uống. Có nhiều cái nhà hàng cũng đem đồ ăn đồ uống ra đây, và cơm thì họ cũng nấu rồi, họ cũng phát từ thiện đó các bạn. Các bạn thấy không, mình cũng thấy rất là thương họ các bạn. Đó, từ những cái nồi cơm mà rồi phát cho những người nghèo mà không có đồ ăn thức uống các bạn. It's okay, all done. So in here it's a Sunday. Là chủ nhật á. May là chủ nhật nhưng mà chủ nhật ngày kia là ở đây năm là ngày thứ bảy. Mấy ông đồ ăn họ đem ra đồ bãi trời luôn. Thank you.
Dạ vâng. Where did you live? Nowhere at the moment. Nowhere, okay. Just staying in a share house. If I can afford to get the money to stay there, I stay there. But I was living in Melton, and my oldest daughter got into drugs, and there are no friends to take the house over and destroyed the house. So yeah. We are trying to get them out. I've got to go to court to try and get an ABO to get them out. But then once I get them out, this key is keeping them away. Like, I'm just scared of them. They take drugs, and they just, you don't want to know what's just wrong. Yeah, okay. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, boss. You don't working? No working. No help, don't help job. Đang đi trên đường thì gặp một anh chàng và anh ta cũng không có việc làm do Covid các bạn. Nên mình cũng có cho giúp đỡ cho anh ta một số tiền nho nhỏ nha các bạn. No much experience, very hard. Yeah. Where do you live? Here, we're library, 2 minute walk. Ah, 2 minute walk. Yeah. You have job? No. Yeah, me with mom, just from library and walk from here and maybe 10 minutes. Very hard to get there. How the market in here? Huh? How the market in here? The market, good? Market, not bad. Yeah. Now Asian much better. Good stuff. Market here on other side. Safeway, McDonald's, plenty shop. Good money. You stay here? Sometime. Okay. Thank you very much. Have a good day. Yeah, you too. Bye. Thank you. Yeah. Next week, my country, but New Year. They have festival here because every year they close street and put the right. Because they say for no car. When party? Saturday. Saturday, this one Saturday. Yeah. Party here. No. I don't think so. Remember last year party here. In Phước Rai. In Phước Rai. Last year before Snowman, no car here, and then they have ride in the night firework. I don't know this year. Maybe because by that. Because this one. Coronavirus. Because it says up. Okay. Okay, but thank you very much. Bye bye. See ya. Thank you, sir. You too. Bye. Bye. Đang đi trên đường thì thấy một anh chàng, anh ta cũng ngồi cặn cụi và lấy phấn ra vẽ vữa giữa đường các bạn. Nhưng mà anh ta công nhận anh ta có một cái nghệ thuật rất là hay. Anh này cũng không nhà không cửa, sống vô gia cư. Đó, anh các bạn thấy không? Nhưng mà họ cũng chỉ có ra vẽ đường thôi. Mà cũng rất là nhiều người cho tiền anh ta. Đó các bạn. Nhìn rất là thương ha các bạn ha. Anh ta cứ vẽ lấy cục phấn rồi anh vẽ. Cái này, một cái bức tranh này anh ta, mình đã hỏi anh ta nếu mà anh phí ta phí nịt thì cũng phải mất hết 2 ngày các bạn. Nhưng mà anh ta cũng có vẫn vẽ và anh ta nằm ngủ tại đây luôn các bạn. Đó, các bạn thấy nhìn người ta đi cái đường nét rất là nghệ thuật. Đó, chỉ bằng đôi tay và những cục phấn nhỏ thôi các bạn. Và anh ta đã làm được tất cả các bạn ha. Nhìn rất là đẹp. Những bức tranh nghệ thuật nữa các bạn. Anh chàng vô gia cư này thì khác những người khác các bạn. Anh ta chỉ có vẽ thôi. Đó. Các bạn thấy không? Rất là tỉ mỉ. Cắm cúi cặn cụi
và cũng có rất là nhiều người cũng đi ngang đây và cũng cho anh ta tiền đó các bạn. Đó, các bạn thấy không, vừa rồi có một người bỏ cho tiền trong show đó các bạn, và mình cũng đã giúp đỡ cho anh ta một ít tiền và nho nhỏ, nói chung là của ít lòng nhiều các bạn ha. Mà mình thiệt sự là mình cũng rất là thương những cái người này, tại vì công việc bây giờ hiện tại là cái mùa Covid nên công việc làm cũng rất là khó các bạn. Đó, nên không có việc rồi người ta cũng ra đường rồi người ta cũng kiếm cái kiếm miếng cơm miếng ăn đó các bạn. Mặc dù chính phủ đã không cho nó cho tiền rất là nhiều nhưng mà do giá nhà thuê ở bên đây nước Úc đó, nó cũng cao quá nên họ không có thể nào họ thuê được căn nhà mà ở, nên buộc phải sống ở ngoài đường vỉa hè nha các bạn. Chứ không phải là chính phủ không cho tiền đâu các bạn. Các bạn nhiều người cũng nghĩ là vô gia cư là phải có không có tiền thì mới đi ra ngoài đường ngồi, không phải đâu các bạn. Thôi video mình đã dài rồi, mình xin dừng clip ở đây, hẹn lại các bạn những video sau. Mình sẽ làm thêm nhiều video hơn và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Mình sẽ làm thêm nhiều video hay hơn các bạn ơi. Thôi bye bye, xin chào tất cả các bạn.